em muốn đi bộ ra khuôn khoảng. Mình biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mấy giờ quan trọng không? Thế bây giờ anh mới ở nhà hai cái mặt nhìn nhau à? Lúc đấy thì giết nhau à? Sao lúc nào mày cũng phải như thế với tao? Như thế mày mới chịu được à? Xin chào các bạn nha, mình là Dương Vũ Chiến đây. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại video của mình nhá. Thì các bạn ạ, thì mình mới từ trong nhà ra, thì trong nhà mình có một chút việc đấy thì mọi người cũng biết rồi. Thì Chi bỏ đi thì gia đình mình bây giờ đang gọi là cãi nhau, nói chung là cứ rủ tội cho nhau, nói chung mệt lắm rồi, mệt cãi nhau, mình thật sự mình mệt mỏi lắm rồi. Thì mình cũng nãy thì Thảo cũng kiểu khó chịu với mình ấy, thì lúc đấy mình đang tức trong nhà bởi vì nhiều việc quá thì mình chửi nhau, đang chửi nhau với gia đình thì thật sự lúc đấy mình tâm trạng quá thì mình hỏi Thảo cũng khó chịu với mình ấy, thì mình cũng nói một lời gọi là hơi nặng một tí. Thì mình mới ra đây thì cũng biết mọi người bảo Thảo vừa đi bộ đi đâu rồi, thì mệt mỏi quá mọi người ạ. Thì hết chuyện này chuyện nọ, sau này đến bây giờ lại đến Thảo nữa, bởi vì là mọi người hiểu cho mình là đang tức ấy, thì ai mà còn khó chịu với mình nữa thì mình càng tức thêm. Tuy nhiên Thảo lại ra đây thì Thảo và mọi người bảo Thảo lại đi bộ đi đâu rồi. Chán thật đấy mọi người ạ. Thì bây giờ mình đi xem lựa xem nó được đi đâu các bạn ạ. Mệt mỏi lắm rồi. Nó đi lâu chưa? Chưa đi khoảng 10 phút rồi. Thế mày cho nó đi à? Thì bảo là đi lên đây bọn em biết đâu được, biết là cãi nhau đâu. Con gái mình hả? Mày đi đâu? Đâu? Chả, mấy chuyện này thì nó đi mệt lắm rồi. Ở đây đây, đi. Mua xe đâu rồi? Tôi bảo là mua ở đây. Mua gì ra này? Điện thoại đâu rồi? Anh xem kia. Chán, thật sự luôn. Đây các bạn ơi, chính nó đây rồi. Mình con gái mình không hiểu là nó đi đâu nữa. Hơi tí là tức lại đi rồi, chán thật đấy. Yeah, nó chán như con ma nữ sợ. Đi không tự dưng đi bộ đi đâu này. Đêm nữa hả? Thảo ơi, Thảo ơi, cứ đem xuống cho mình ấy. Thảo要吹多一点。mày làm sao thế? Anh đã xúc phạm em rồi đấy, anh còn đi tìm em gì? Xúc phạm cái gì? À, anh đừng có nặng lời em, bây giờ anh đi tìm em thì anh chẳng đây. Em thích đi đâu kệ em. Mày biết hôm nay tao mấy hôm nay tao mệt mỏi lắm rồi à? Sao mày có phải làm như thế nhỉ? Thì em chỉ góp ý cho anh thôi, anh còn gì phải nặng lời như thế. Phải cãi nhau mày mới chịu được à? Ai cãi nhau với anh, em muốn cãi nhau không? Em thấy anh bảo nó chi thế em góp ý với anh thôi. Sao anh cứ phải giận cái mà nó là thế? Em gái của anh, anh phải làm như thế nó mới hiểu được. Anh muốn đánh nó đâu? Tôi không biết. Thôi bây giờ là như thế đi, nhưng mà anh đi tìm em làm gì? Em bây giờ em phải hiểu cảm giác của anh bây giờ như nào, bao nhiêu chuyện xảy ra, gia đình anh phải hiểu kiểu khác chứ, người ta khác muốn tốt cho anh thôi. Thì em biến tốt cho em nhá, sao em khỏe khó chịu thế? Em muốn anh nổ tung cái đầu này ra? Sao em lúc nào cũng thế? Lúc nào cũng thế thì bây giờ anh chửi em, anh đi tìm em gì, cái quan trọng ở cái đấy nhá. Cái quan trọng là bây giờ em đi như này để anh lo như lắng như thế nào, em biết như nào không? Em đi này à, cần gì phải lo? Em biết con gái của mình ra đường tối như là như nào không mà em đi? Em làm cho anh mệt mỏi thêm đấy. Em bây giờ thích đi nào với em? Mày không quay cho tao ra gì nữa à? Anh không quay em ra gì, cũng đừng mơ em quay anh ra gì. Thế nên lâu hôm nay chửi em á, em phát khi trong cái đầu này rồi, anh hiểu không? Không phải tự nhiên anh mà chửi em. Em phải xem lại mình đi, em đừng nghĩ lúc nào em cũng là người đúng. Xem lại bản thân mình đúng chưa? Lúc nào em cũng nghĩ em mình đúng rồi. Anh thế thôi, không phải riêng ai đâu. Thả thấp cái tôi của mình xuống đi. Anh về đi, anh đừng cho em nữa. Về đi thì mà về, đi về. Em không về đấy. Học đồ về tính đây đấy. Em học anh đấy. Nào, sao? Đi về.
cũng về. Ê, bỏ ra được. Mày về không? Thôi đi về Thảo ơi. Em không về. Mày muốn con xấu tao như nào nữa? Đúng lộng mà, đau em. Đi về. Đây này. Không về, về, anh Thảo, không hiểu về. Em nói cái gì à? Mày không hiểu tao nói gì à? Hả? Mày muốn con xấu tao dối bời lên đây là? Em muốn đi bộ ra quay phảo. Mày về bây giờ là mấy giờ rồi không? Mấy giờ quan trọng không? Thế bây giờ anh mới ở nhà hai cái mặt nhìn nhau à? Lúc đấy thì giết nhau à? Sao lúc nào mày cũng phải như thế với tao? Như thế mày mới chịu được à? Rồi về. Bây giờ mày muốn tao như thế nào? Sai chưa anh chưa? Đừng có xin lỗi kiểu thế. Mày muốn sống tao như nào nữa? Gì đâu ảnh hưởng anh đâu, mấy em muốn đi bộ anh hiểu không? Mấy giờ không mà đi bộ? Mấy giờ đi bộ không quan trọng. Mày về đi cái em. Mày mệt lắm rồi đấy. Kéo lại đi, kéo lại đi. Anh lên, con nó vào ô tô. Nhanh lên. Đi về quán nói chuyện tiếp. Về đây Thảo ơi. Anh lên. Đi về đi. Anh đi. Nhanh lên. Bắt em không? Chị vào đây đi về nhà xong nói chuyện. Về nhà nói chuyện. Chị vào đây về nhà nói chuyện. Em đêm hôm em đi là nguy hiểm. Con gái con đứa. Nào. Cháu bây giờ nghĩ cho người khác. Em xin lỗi anh rồi, em còn muốn nào nữa? Thì nguyên gần mặt đấy xin lỗi anh. Em gần mặt không, em thả mọc gần mặt thì em xin lỗi anh đấy anh ạ. Bây giờ em về để anh chỉ em ạ. À? Chả chỉ ai hết. Dù anh có bực tức nào nhưng người ta có ý nghĩ đấy anh không thể nghe.